Này có tia nắng nó hát cuối ngày đẹp. Hướng ơi, lấy máy chụp cho anh cá. À đây máy đấy rồi, máy cầm. Nào, Hà đang ăn gì đây? Gấu ăn gì đây? Kem của ai cho đây? Phiền cho. Tiếp tục đến với một loại tulip khác nhé các bạn nha. Cánh này nó rất là mỏng manh như kiểu cánh hoa sương rồng. Rất là nhiều loại hoa tulip ở đây. Hình như là họ tập hợp đặc sắc nhất các loại hoa tulip đẹp trên thế giới. Đây đây. Đến hai cô em sinh nhật. Cứ lia này thôi. Cảm nhận thì đây có một cây rất là đẹp này. Cái bông hoa này rất đẹp. Đẹp rực rỡ đẹp. Cái này nó có màu trắng đỏ tím điểm nhau. Đây là một giống hoa tulip khác các bạn nha, rất là nhiều. Hoa này như gì cánh nó rất là đẹp này. Một loại màu tím biếc này. Đẹp rất tự nhiên nhá. Hoa nở đẹp rất tự nhiên, cánh chút là dài. Hoa tulip này nó màu như kiểu màu hoa hồng nhung. Rất là đẹp nha. Loại này mình chưa thấy cái loại hoa tulip là đẹp nha. Tuyệt vời luôn. Đây như có lại loại là cái loại hoa tulip đẹp nhất nhỉ. Xung quanh bên kia cũng đẹp cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vườn hoa tulip bên cạnh này. Nó là rất là nhiều gái đẹp, hoa thơm và gái đẹp ở đây hết cả. Đúng là hoa thơm và gái đẹp đi với nhau. Mình sẽ quay một cảnh xung quanh cái tổng thể khu vực này. Đây là cô con gái rượu đang ngồi. Cái xe đang mệt quá, đi chơi rồi mệt quá này. Cứ ngồi im đấy nhá, trời bố. Thôi thì cô quay một tí nữa nhỉ. Đây xung quanh nhà hoa tulip hết nha. Rất là nhiều hoa tulip. Con ra xe ngồi đi con gái ơi. Đây ra chỗ mẹ kìa. Bạn Hà đi đâu rồi ấy? Không, ra chỗ mẹ kìa. Mẹ con chưa tìm mẹ được. Hả? Hương ơi, Hương giữ cái xe này để anh cho con ra kia chơi nhá. Đây là một bụi hoa tulip đỏ. À, rất là đẹp nha. Đây, đi vô cho con đi đấy. Rất là đẹp các bạn nha. Trồng hoa tulip ở giữa rừng nha. Ôi. Đây là người đẹp bên người đẹp đang xổm bên bụi hoa. Anh chụp ở đâu đây? Anh quay thôi, quay người đẹp này đang xổm trên bụi hoa. Ui giời. Hoa. Anh quay thôi mà anh có chụp chiếc gì đâu. Rồi cô ngồi tốt. Được nhiều hoa. Đây là vườn hoa tulip ở công viên Hitachi, tỉnh Ibaraki các bạn nhá, Nhật Bản. Đây, rất là nhiều hoa. Đây, cũng được. Trồng xen kẽ ở trong các khu rừng thông này. Đây, hôm nay cả nhà mình đi đến vườn hoa này chơi. Bông trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.